Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông gây náo loạn, đập phá, đánh người tại quán ăn, khiến một người phụ nữ bị thương nặng. Nguyên nhân mâu thuẫn do người đàn ông đòi nợ không được. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều qua ngày 18 tháng 10, một người đàn ông đến quán ăn trên đường số 19 quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, to tiếng với chị NKH 45 tuổi là chủ quán. Người đàn ông sau đó dùng cây sắt đập phá đồ đạc tấn công chị H và yêu cầu trả nợ. Lúc này con nuôi của chị H can ngăn nhưng không được, bị đánh đập chị H phản kháng dữ dội và la hét kêu cứu. Người đàn ông còn cầm dao đuổi chém loạn xạ nhiều người trong gia đình chị H, gồm con trai, con nuôi chị hát hô hoáng và tìm cách ngăn đối tượng rượt đuổi chém con trai thì bị người đàn ông dùng gậy sắt đánh trúng người bị thương riêng người con trai may mắn không bị thương tích nặng gia đình đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu với vết thương ở đầu và tay sau đó công an đã có mặt ghi nhận hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera xung quanh đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ vụ việc